Sáng ngày 23 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Bàn đã tiếp xúc cử tri cụm xã Làng Giàng, Hòa Mạc, thị trấn Khánh Yên và cụm các xã Trường Ken, Liêm Phú, Nậm Tha. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện thông tin đến cử tri kết quả phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng năm 2022, chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng năm 2022. Đã có 20 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ chính sách, đất đai, sắp xếp dân cư, hỗ trợ làm nhà cho gia đình chính sách người có công. Các ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện trả lời theo quy định.